Make some noise! Cặp mặt thì giống. Tài ghê chứ. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. I gotta be a bad bad boy. I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad bad boy. I'm gonna be a bad bad boy. I gotta be a bad boy. Now the morning season to renew. How do you feel? Make some noise. Be on look on every single new. Catching on you know rain is in. I'm gonna be crazy now, it's crazy now. Now that you're so now, soon up so. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad bad boy. I gotta be a bad boy. I'm gonna be a bad boy. I gotta be a bad bad boy. I'm gonna be a bad bad boy. I gotta be a bad boy. So lean in the mom and the toy. Go in, now that you make you sleep. No more casual, nan ha, clicking body shake. I'll make a rain easy, the rain easy. Let me lick your body so. I'm gonna be crazy now, just crazy now. Lick your banana more than coin. Come on, come on, let's go. Một chai vô tay thật lớn dành cho Thái Sơn. Cảm ơn các bạn dancer rất nhiều. Annyeonghaseyo. 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 Dạ em chào anh Biren. Dạ cho em hỏi tí xíu về cảm xúc của anh khi ngày hôm nay anh đến với gương mặt thân quen ạ. I feel mệt. 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 Ok. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Hồng Ánh. Xin mời chị. Trời ơi, cưng xỉu luôn, xỉu ốc xỉu đau luôn. Rồi, xỉu ốc xỉu đau luôn. Trời ơi, cái lúc mà bạn tới gần á, bạn mở cái mắt kính ra, trời ơi, mình nó mất cái mắt hí dễ thương quá đi. Mà đó là cái mà hơn á, hơn là qua nháy mắt cái tôi đó, quay qua nháy mắt dánh cái coi chắc anh xỉu thiệt luôn đó. Thật sự mà nói là anh rất là ngạc nhiên bởi vì cái phần vũ đạo của bạn quá tuyệt vời. Mình có cảm giác như bạn gắn một cái đôi giày patin trượt ở dưới chân á. Bạn lướt nó rất là nhẹ. Trời ơi, bạn tập cái này lâu không nhờ? À, thưa chị thì em nguyên một tuần vừa qua thì không một ngày nào em không tập tiết mục này. Và hầu như em tối hôm qua em vẫn tập đến 12 giờ đêm để mà hoàn thành tiết mục này. Khi mà bạn hoàn thành xong cái tiết mục của mình thì mình mới thấy bạn mệt. Còn khi mà bạn biểu diễn thì mình thấy là nếu mà double thêm một lượt nữa bạn vẫn thoải mái. Nó rất là nhẹ nhàng, nó lướt và
không có một cái sự phân biệt giữa các bạn vũ công là diễn viên múa chuyên nghiệp với bạn đang là một cái người vào vai của Biren. Chỉ có tiếc ở đây một chút xíu thôi là cái chiều cao của bạn không có cao bằng anh ấy thôi. Giờ cái đó sao là... kéo dò cho kịp bây đúng giờ. Đúng rồi, nhưng mà nói chung là mình rất là yêu cái tiết mục này. Rất là thú vị. Cưng lắm đi, cưng lắm. Chúc mừng Thái Sơn và cảm ơn giám khảo Hồng Ánh rất nhiều ạ. Và ngay sau đây xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tiết mục của bạn thực sự là rất là tuyệt vời. Và nó không gây ngạc nhiên cho tôi. Bởi vì đấy chính là lý do bạn luôn luôn được đứng đầu ở bảng. Số 1 đầu bảng từ đầu giải đến giờ. Nhìn bạn nhảy mà xem, tức bạn ấy hóa thân vào ai thì đích thị là cái người đó. Và hôm nay cái con mắt hí hí này thì đúng là Biren, quá trời Biren. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó thì đúng là không phải là Thái Sơn mà là các bạn ở trong đội make up phải dành cho các bạn ở đội make up một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng mà cái phần nhảy của bạn bạn Vietnamese Biren này thì phải nói là rất rất là cuốn hút. Và tôi thậm chí là quên mất là mình đang xem một tiết mục hóa thân của Biren mà tôi đang nghĩ là một cái tiết mục nào đó mà của một nhân vật nó riêng biệt, nghệ sĩ riêng biệt và nó thực sự là rất là cuốn hút. Nên là tôi nghĩ là những cái gì mà bạn đang đạt được nó xứng đáng thôi, bởi vì đó là tài năng của bạn. Chúc mừng bạn. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh rất nhiều ạ. Không biết anh Đại Nghĩa thấy bạn Thái Sơn như thế nào khi hóa thân thành anh Biren ạ? Anh là một fan của Biren ngay từ những năm 2004 khi cái bộ phim mà Ngôi Nhà Hạnh Phúc á, ra mắt khán giả là một cái cơn sốt chấn động toàn châu Á. Cho nên là ngày hôm nay anh rất là háo hức và chờ đợi để xem coi Thái Sơn thể hiện một cái nhân vật mà mình yêu thích trên sân khấu này như thế nào. Thì khi em còn lấp ló trong cái thang máy kia là thấy giống ha, là bởi vì do cái mái tóc ha, rồi do cái mắt kính nó cũng che gần hết 2/3 gương mặt của mình rồi, cho nên là nhìn có cái nét nó hao hao, cộng với cái bộ đồ này nữa, rồi khi ra ngoài trình diễn cũng vậy, ra đến nay vậy vẫn rất là cái thần thái của Biren, rồi lâu lâu hé cặp mắt kiến xuống loài cặp mắt hí ra đá lông nheo, đá lông nheo quay qua đây đá tôi cái tôi rụng nụ liền tại chỗ hơi tí 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 tí. Cái đoạn múa gậy trong cái bản gốc á, anh ấy múa nhiều hơn. Mà xử lý ánh sáng khi mà đèn tối xuống, rồi cái đèn của cái gậy nó hiện lên, mình gần như mình chỉ thấy một cái gậy màu sắc nó bay trong bóng đêm, thì nó sẽ đặc biệt, nó ấn tượng hơn rất là nhiều. Tại sao bữa nay mình làm ít cái phần múa gậy vậy Sơn? Thực ra thì em tập trong vòng 10 lần thì có một lần em bị xước tay. Bởi vì là khi mà em chụp lại không kịp ấy, nó bị bay thì đứt luôn cả cái gậy và tay em cũng bị cứa luôn. Nên em nghĩ là chắc là mình an toàn hơn một chút, ít ra là nó không bị văng gậy vào anh chị. Tại vì trong cái tiết mục em kéo qua thế này là hầu như là nó văng đứt luôn. Tại vì trong cái tiết mục này á, thì theo anh đánh giá là cái phần múa gậy là cái phần ấn tượng nhất. Bởi vì trước đó cái vũ đạo của Biren nhảy á, thì rất là nhiều rồi, mình đã từng xem anh ấy nhảy rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở cái bài này nó có thêm cái không, chiêu với cây gậy nó mới lạ. Nói đi cũng phải nói lại, để thấy được chỉ có một cây gậy đèn bay trong không trung, còn ánh sáng rồi các thứ nữa. Cái đó chương trình mình làm được mà. Không phải, nhưng mà Nghĩa ngồi ở đây thứ điều dán mắt ôm người ta luôn luôn. Bây giờ đúng có rồi, đèn bên, xuống cũng sẽ thấy. Ở bên kia mình đâu có ngồi trên sân khấu coi đúng có rồi, em đã có 3 mét không, rưỡi mình này. Mình cũng xem qua video clip thôi. Đúng rồi. Còn đây là ngồi thứ điều muốn ôm người ta luôn, là giờ người ta có làm cái gì đi nữa cũng sẽ thấy có cái sự chuẩn bị trong đó. Ngoài ra ý tôi mới nói là muốn cái phần gậy nó nhiều hơn thì bây giờ Sơn mới nói là do một cái sự cố Sơn bị đứt tay. Tại vì là nghĩa là hâm mộ Biren nên là muốn là nó phải tốt hơn nữa hơn nữa. Cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa xin chúc mừng Thái Sơn. Xin mời bạn về chỗ. Cảm ơn bạn.